Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, Thạch Hạo đã thần Thạch và Tuyết Lâm khám phá một tổ chân hoàng cổ xưa trong một dược viên huyền bí. Sau khi vượt qua các trận pháp nguy hiểm, họ tìm thấy nhiều kỳ bảo, Tuyết Lâm bắt đầu đốn ngộ, đã thần Thạch nuốt hoàng huyết thạch, còn Thạch Hạo tìm được lông phượng hoàng có sức mạnh phi thường. Cuối cùng, Thạch Hạo phát hiện một cây thần dược biết nói, truyền lời từ Bạch Quy Đà Tiên, một cây trường sinh dược có ý thức. Cuộc phiêu lưu này hé lộ nhiều bí ẩn và sức mạnh cổ xưa, hứa hẹn những khám phá đáng kinh ngạc hơn nữa. Chuyển sang tập 193 của Thế Giới Hoàng Mỹ. Một cây dược, thế nhưng lại được xưng là đại nhân, ấy vậy lại còn muốn nói chuyện với hắn, việc này khiến Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Nó ở nơi nào, muốn nói gì với ta? Thạch Hạo chất vấn. Ánh đen lấp lóe bên dưới ngọn núi đổ, người truyền lời này rất siêu phàm. Đây là một cây thần dược tuyệt thế tựa như được chế tạo từ hắc kim, chín chiếc lá dài tựa như là những cọng linh vũ phượng hoàng vậy. Đại nhân nhà ta đang ở suối tiên, muốn mời ngươi qua đó gặp mặt nói chuyện. Thần dược truyền âm, đương nhiên cũng không hề giống tu sĩ mà nó chỉ là tạo ra một gợn sóng kỳ dị đủ khiến người đối diện hiểu được ý nghĩa mà thôi. Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó rồi bỗng nhớ tới một ghi chép trên cốt thư nào đó, đây chính là thần dược hắc hâm. Lá cây của nó tựa như là linh vũ của Phượng Hoàng, toàn thân thì cứ y chang như hắc kim vậy. Thứ này có thể sánh vai cùng với độ kiếp thần liên, cả hai đều là thần vật hy hữu khiến các giáo thèm thuồng, thế nhưng nay chỉ làm tiểu đệ tới đây truyền tin. Ánh mắt của Thạch Hạo sâu thẳm, trong lòng cân nhắc, nếu như có thể sở hữu được khu dược viên này thì sẽ có bao nhiêu chỗ tốt đây, chỉ cần vứt bừa một cây này ra ngoài thì chắc chắn ngoại giới sẽ bị xới tung lên. Ngươi đang nghĩ gì thế hả? Hắc hâm thần dược trùng mình một cái, thân là linh căn trong thiên địa cho nên nó vô cùng nhạy cảm, đột nhiên cảm thấy lành lạnh toàn thân. Không có gì, đại nhân nhà ngươi cách đây xa quá, có thể mời nó tới đây được không? Thạch Hạo nói, hắn cảm thấy Bạch Quy Đà Tiên này chủ động tìm hắn thì cũng chưa chắc đã là vận may. Trường sinh dược rất khó bắt giữ, thứ này có thể tiến vào hư không nhật nguyệt. Thế nhưng chiến lực của bản thân cũng không hề mạnh, chỉ có chạy trốn là nhất. Đừng nói là đẩy ta vào trong tuyệt địa nào đó nhen. Thạch Hạo lầm bẩm, cũng không hề hưng phấn khi nghe được tin tức của vận may lớn này. Đại nhân nhà ta vô tình bị cảm lạnh, không thích hợp để ra ngoài. Hắc hâm thần dược viện cớ. Thạch Hạo liếc xéo nó, một cây dược mà cũng cảm lạnh. Lừa kẻ ngu à. Hắc hâm thần dược cũng cảm thấy mình nói hơi lố cho nên kho khan một tiếng, nói, phụ. Là như thế này, chúng ta đều là thảo dược cho nên trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra vẻ e ngại với người từ ngoại giới đi vào, sợ sẽ bị bắt đi. Cho nên mới phải phòng bị như vậy, không dám rời quá xa nơi cư trú của mình. Chuyện gì xảy ra thế? Sau khi đã thần thạch nuốt hết 4 cục hoàng huyết thạch thì cái bụng đã căng tròn xoe. Lúc này nó lăn tròn xuất hiện ở ngay lối ra của hoàng sào. Chúng ta có thể đi vào không? Thạch Hạo hỏi, trong lòng hắn rất ngứa ngáy, một cây trường sinh dược sờ sờ ngay trước mắt mời hắn tới nói chuyện, thật sự là không muốn bỏ qua cơ hội này. Có chút khó khăn, hòn đảo này quá thần bí. Có bố trí đại trận tiên đạo thật sự, bằng vào ta thì không thể đi vào nơi sâu nhất được, dù là tàn trận cũng có thể giết chết thiên thần. Đã thần thạch than thở, rất hiếm khi thấy nó khiêm tốn như thế này. Thạch Hạo nghe thấy thế thì trầm mặc trong giây lát, sau đó là thở dài, sống sót là quan trọng nhất, thiên tài địa bảo tuy có được thế nhưng cũng phải dùng mạng để nắm lấy. Xin lỗi, ta không thể đi được. Đảo này có tồn tại trận pháp của tiên nhân nên ta cũng không muốn mất mạng. Thạch Hạo cự tuyệt. Ngươi không cần lo lắng đâu. Lần này chắc chắn chỉ có lợi chứ chẳng hề có hại với ngươi đâu, đại nhân nhà ta cũng chỉ muốn nói đôi lời với người từ bên ngoài tiến vào thôi. Chọn trúng ngươi, đây là một vận may vô cùng lớn. Hắc hâm thần dược nói. Cảm tạ đã để mắt tới ta, nhưng xin lỗi, ta không đi được. Thạch Hạo rất kiên quyết, không muốn mạo hiểm, không muốn vô duyên vô cớ bỏ đi mạng nhỏ của mình. Hắc hâm thần dược vừa nghe thấy thế thì cuống cả lên, nói. Ngươi có biết nơi sâu nhất của hòn đảo này có thứ gì không? Có pháp bảo tiên đạo, có đồ trường sinh, có dược tán tuyệt thế, chỉ cần đạt được một thứ thì chắc chắn sẽ có lợi cho cả đời của ngươi đó. Thạch Hạo nghe thấy mấy lời này thì lộ vẻ khác thường, cả người càng thêm bình tĩnh hơn,
hắn không muốn đi thế nhưng cây thần dược này sao lại lo lắng thay cho hắn vậy? Nếu như ngươi lo lắng thì ta đồng ý làm con tin, sẽ bị giam giữ ở ngay bên cạnh của ngươi, như thế ngươi an tâm rồi chớ. Hắc Hâm thần dược nghiêm túc nói. Thạch Hạo ngớ người, nó lại muốn làm con tin. Có chuyện mà lại phải như vậy luôn thế? Hắn hỏi, vẻ hiếu kỳ càng ngày càng tăng, một cây thần dược đủ khiến các đại giáo ở 3.000 châu đều thèm thuồng lại lộ dáng vẻ như thế này. Nếu như bị ngoại giới biết được thì chắc chắn sẽ vô cùng khát khao, đồng thời cảm thấy thần kinh như rối bời. Có đời nào một cây thần dược sẽ chủ động như thế này? Thạch Hạo không hề tỏ thái độ gì mà bình tĩnh nhìn nó. Hắc Hâm thần dược thấy thế thì càng cuốn hơn nữa, nói, cơ hội không nhiều, tòa dược đảo này xuất hiện ra bên ngoài cũng không lâu lắm, cho nên sẽ rất nhanh ẩn vào trong hư không loạn lưu đó. Đồng thời nói bổ sung thêm, nói, như vậy đi, nếu như ngươi vẫn còn nghi ngờ không yên lòng thì có thể để thiên thần thụ làm con tin luôn, như vậy sẽ không sầu lo nữa chứ. Lần này, không chỉ mỗi Thạch Hạo thay đổi sắc mặt mày dù là đã thần thạch cũng cứng người, kể cả Tuyết Luân đang ngồi xếp bằng bên trên đạo đài năm màu trong hoàng sào vừa tỉnh lại kia cũng khiếp sợ không thôi. Thiên thần thụ là sự tồn tại cỡ nào chứ? Tuy rằng chỉ là thần dược, cũng không phải là trường sinh dược thế nhưng lại tuyệt đối nghịch thiên. Đối với các đại giáo thì giá trị của nó chắc chắn vượt qua tất cả mọi thứ. Trái cây mà nó kết ra có thể tạo ra một vị thiên thần ngay tức khắc. Nếu như có thể sở hữu một cây này và mỗi lần kết không ít trái thì sẽ giúp cho các đại giáo trở nên vô cùng huy hoàng. Nhưng mà, Hắc Hâm thần dược vừa nói xong thì bóng cây nơi xa xa kia khẽ rung, một cây già nhanh chóng bỏ chạy, đồng rời réo lên, chuyện này không liên quan tới ta. Gốc cây này xanh biếc tựa như được khắc từ ngọc, ánh xanh chiếu ngút trời cao, từng rễ cây vung nhanh trên mặt đất tựa như từng chiếc xúc tu lan tỏa cố gắng bỏ chạy thật nhanh. Ngươi lại phản bội chủ nhân, không nghe theo lời kêu gọi. Hắc Hâm thần dược tức điên. Tiểu Hắc, ngươi chớ có vu oan cho ta nhen, ta không hề phản bội chủ nhân, chỉ là ta thấy tên nhóc này chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì, ta sợ hắn sau khi bắt được chúng ta rồi sẽ trốn ngay tức khắc, cơ bản sẽ không hề đi gặp đại nhân. Giọng nói của cây già kia ồm ồm vang lên. Thạch Hạo há miệng như muốn nói gì thế nhưng cũng không có lên tiếng. Quả thật trong lòng hắn có ý nghĩ như thế, luôn cảm thấy có cạm bẫy đang ở trước mặt, không hề đáng tin chút nào. Nếu như có thể bắt được thiên thần thụ cùng với một cây Hắc Hâm thần dược thì sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Sẽ không thám hiểm ở đây thêm phút giây nào nữa. Ồ, nó bị thương. Đã thần thạch nhìn chằm chằm thân của cây cổ thụ kia, tuy rằng rất cứng cáp thế nhưng lại có một đoạn bị đâm thủng thiếu chút nữa đã gãy đôi, nơi đó có pháp tắc đang lấp lóe. Chính xác, nó từng bị thương. Nếu không thiên thần thụ sao lại thành ra một cây thần dược bình thường chứ, chắc chắn sẽ có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Hắc Hâm thần dược thẳng thắn nói. Xin lỗi, ta đi trước đây. Cây già này không hề có ý nán lại, nó cảm thấy Thạch Hạo rất nguy hiểm cho nên ra sức chạy trốn. Trên đường đi nó bắn thành một đám khói, tất cả đều do thánh dược phát ra cả. Việc này cứ như là đang nằm mơ vậy, hết cây thần dược này tới cây thần dược khác xuất hiện và nói chuyện với nhau, chẳng hề thực tế chút nào. Đây tựa như không phải là một khu dược viên mà là một môn phái thì đúng hơn. Bạch Quy Đà Tiên này vô cùng phi phàm, vậy nó muốn thứ gì chứ? Làm sao nó có thể ra vào dược viên này một cách dễ dàng thuận lợi như thế chứ? Thạch Hạo kinh ngạc. Đây chính là thủ đoạn của tiên nhân, chỉ nhắm vào người ngoài chứ chẳng hề thương tổn gì tới linh thảo bên trong, quả là làm khó người khác mà. Đã thần thạch than thở. Ý ngươi thế nào rồi, nếu như không tự tin thì ta sẽ gọi thêm một cây thần dược khác để làm tin bên cạnh ngươi. Hắc Hâm thần dược hỏi. Thạch Hạo đắn đo khó xử, hắn suy nghĩ rất kỹ rồi sau đó là đáp ứng đi với Hắc Hâm thần dược này. Hắc Hâm thần dược đã có linh trí, vì đây là thần dược hy thế cho nên hắn tin chắc, gốc thần dược này sẽ không bao giờ đùa giỡn với tình mạng của bản thân mình. Đồng thời linh căn thần thánh như thế này đã nói đến như vậy thì vẻ nguy hiểm bên trong sẽ rất ít. Ngươi muốn mạo hiểm thật à? Đã thần thạch không hiểu, nó cảm thấy bình thường Thạch Hạo là người rất khôn ngoan chẳng hề thua kém mình, vậy giờ làm sao lại hấp tấp như vậy chứ? Không sao, mày chờ tao ở đây đi. Thạch Hạo nói. Thôi, bản tọa cũng đi xem thử cái gọi là Bạch Quy Đà Tiên kia có hình dáng như thế nào. Đã thần thạch nói. Không phải là nó không sợ chết mà là sau một phen suy tư thì cảm thấy đi cùng Thạch Hạo cũng không sao.
Dù sao, trên người của Thạch Hạo cũng còn có một vài thứ đáng giá, tỉ như vạn linh đồ chẳng hạn, nếu như gặp phải nguy hiểm thì cũng có hiệu quả nhất định. Thạch Hạo quay đầu nói với Tuyết Lâm, ngươi đừng nên đi theo ta làm gì, cứ chờ ở đây là được rồi. Nàng gật gật đầu, nói, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm thì ta sẽ đốt sạch cả hoàng sào này, san bằng luôn nơi đây. Chiếc tổ này rất phi phàm, dị thường kinh người, ẩn chứa phù văn, chỉ có huyết thống hoàng tộc thì mới có thể bình an chứ người khác thì cơ bản không có tư cách tiến vào. Tĩnh tâm ngộ đạo, chúng ta đi đây. Thạch Hạo nói, đây là một nơi tuyệt vời, là một nơi có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Tuyết Lâm, nàng có thể xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới một đời của nàng. Ta bế quan tiếp đây. Sau đó, Thạch Hạo cũng không bắt Hắc Hâm thần dược kêu một cây thần dược khác tới mà trực tiếp đi theo nó, từ từ tiến từng bước về trước. Ngươi hiểu được trận pháp ở nơi này? Đã thần Thạch ngạc nhiên hỏi, Linh Thảo có thể tự do ra vào thì không cần nói cũng được, thế nhưng lại có thể dẫn bọn họ đi vào nữa. Đại nhân nhà ta hiểu, đây đều là do người hướng dẫn cả đó. Hắc Hâm thần dược trả lời. Dọc theo đường đi, ngoài trừ hương thơm ngát ra thì còn có những làn mây khói cùng với những dãy cung điện đổ nát, cũng có từng làn tiên khí bồng bềnh khiến người khác khiếp sợ. Đúng là nơi tốt, chắc chắn là di tích duy nhất của tiên rồi. Đã thần Thạch thán phục. Chỉ là, những khu vực kia quá nguy hiểm, nó có thể thấy được một vài bộ phận của trận pháp vẫn còn hoàn hảo, vì vậy mới tràn ngập khí tức tiên đạo. Đoạn đường này tựa như là giấc mơ, có lúc bọn họ đi xuyên qua cánh cửa ánh sáng và cũng có lúc phải tiến vào trong đường hầm hư không, rõ ràng hòn đảo này rất kinh người. Rất lâu sau, bọn họ tới gần một khu cổ địa. Xa xa, thi thoảng có thể nghe được tiếng thú gào khiến cho bầu trời của khu vực này chấn động tới mức rạn nứt. Đây là nơi quỷ gì thế này? Đã thần Thạch khiếp sợ, những con cổ thú kia quá mạnh mẽ, vì sao khi đứng ở ngoài hòn đảo lại không hề nghe được âm thanh rống hú này chứ? Ông. Tiếp theo, kiếm khí ngút trời đi kèm là từng làn tia tiên khí khiến tâm hồn run rẩy, tóc gáy dựng đứng, uy lực này quá mạnh mẽ. Thi thoảng bọn họ nhìn thấy, một vài tiểu thiên thế giới bên trên khi bị kiếm khí ấy đâm trúng thì lập tức bị hủy diệt. Đây không phải là sự thật chứ? Vẻ mặt của Thạch Hạo cứng đờ. Đừng tưởng là thật, và cũng đừng cho là giả, trời mới biết bên trong khu di tích này còn có thứ quỷ quái gì, tuy nhiên, kiếm khí năm xưa chắc chắn mạnh mẽ hơn loại kiếm khí hiện giờ này nhiều, một kiếm chém xuống thì có thể cắt lìa một đại thế giới thật sự. Hắc Hâm thần dược giải thích. Rốt cuộc cũng đã tới, phía trước trở nên mờ mịt, sương mù hỗn độn lượn lờ bên trên những đám hoa cỏ khiến nơi đây tràn ngập vẻ thần bí, cùng với những kiến trúc sụp đổ và những tảng đá vỡ vụn càng khiến người khác cảm nhận được vẻ thê lương hơn. Đã tới, đại nhân nhà ta ở chỗ kia kìa. Hắc Hâm thần dược nói rồi chỉ về trước. Sương mù lượn lờ, tựa như là đã tới cố hương của tiên vậy. Xin hỏi, ngươi tìm ta có gì dạy bảo? Thạch Hạo hỏi. Vạn vật héo úa, thế gian tịch diệt, hết thảy đều sẽ kết thúc, sẽ rơi vào màn đêm vĩnh hằng, cho tới khi luân hồi mở ra một kỷ nguyên mới. Bên trong màn sương trắng ấy truyền tới lời nói như vậy, bên trong ẩn chứa vẻ tang thương cùng với cảm thán. Thạch Hạo ngây dại. Hắn chỉ vừa mới tới nơi đây mà vì sao đối phương lại trách trời thương người, nói ra những câu như vậy. Đến cùng là ngươi muốn biểu đạt cái gì? Thạch Hạo hỏi, trong phút chốc liền bị áp lực nhưng hắn cũng không bối rối lắm. Thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa, sẽ như kỷ nguyên trước, tất cả sẽ đi tới phần kết thúc, như là một vòng luân hồi, kỷ nguyên mới lại sẽ mở ra và rồi cũng sẽ đi vào con đường như hiện tại, màn đêm u tối vĩnh hằng. Bên trong sương mù truyền ra tiếng thở dài. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thạch Hạo hỏi, tuy trong lòng suy nghĩ rất nhiều thế nhưng trên mặt chẳng mảy may biểu hiện gì cả. Ngươi, ta, còn có rất nhiều người đều muốn tiếp tục sống, ta tìm ngươi cũng không ngoài mục tiêu này. Trường sinh dược kia nói. Ngươi cho rằng ta có thể giải quyết được vấn đề này à? Thạch Hạo không hề tin. Ta chỉ muốn kết lấy một thiện duyên. Đồng thời cũng xin ngươi hãy giơ cao đánh khẽ mà buông tha cho một vài kỳ dược ở trên đảo này. Những thứ này đều có khả năng trở thành thần dược cả, mà muốn như vậy cũng chẳng hề dễ chút nào. Thần dược quả thật rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, là kỳ trân khắp thế gian này. Một cơn gió thổi tới,
sương mù hỗn độn kia tản ra và lộ cảnh tượng ở nơi ấy. Ánh sáng rạng ngời chiếu khắp, con mắt của Thạch Hạo lập tức trợn tròn, đó là gì? Đó là vạn vật thổ. Hắn từng tìm thấy một chậu sành ở bên trong động phủ của quân đạo, chậu này có chứa một loại bảo thổ vô giá, chỉ một chậu nhỏ như thế mà đã khiến thỏ nhỏ lăn lộn kêu gào muốn dùng thứ này để thành đạo. Thế nhưng trước mắt lại có một vùng rộng tới một trượng, tất cả đều là loại đất này, chúng cứ như là từng hạt cát lấp lánh ánh sáng, khí hỗn độn bốn phía cùng với tinh hoa bản nguyên của cả thiên địa đều tụ tập lại nơi đây. Ta chưa bao giờ tuyệt diệt bất cứ thứ gì, dù có hái thánh dược đi nữa thì cũng sẽ chừa lại hạt giống, hoặc không hề đụng chạm gì tới rễ cây cả. Thạch Hạo đáp lại, con mắt không hề di chuyển khỏi đám đất kia. Đây tuyệt đối là một vận may kinh thiên, nhiều vạn vận thổ như vậy thì có thể tạo nên rất nhiều việc nghịch thiên. Nghe đâu, vạn vận thổ có thể nuôi dưỡng tất cả, thậm chí có tiên chủ chí cao khi chiến tử được chôn ở trong loại đất này thì có thể được bảo vệ bất hủ vĩnh viễn, dù cho vô tận năm tháng trôi qua vẫn có thể lần nữa thức tỉnh lại. Thứ này nghịch thiên tới cỡ nào chứ? Phạm vi một trượng này thì có thể chôn tới mấy sinh linh. Lúc này trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, đồng thời dùng thiên nhãn võ đạo của mình quan sát thật kỹ vạn vật thổ trước mắt này. Bởi vì, rất có thể bên dưới sẽ có sinh linh nào đó đang ngủ say cũng nên. Nhưng mà, hắn không cách nào quan sát được, sương mù hỗn độn trôi tới, tiên khí lưu chuyển khiến bên trong càng thêm thần thánh hơn. Đạo hữu có tâm như vậy là tốt rồi. Âm thanh kia lại vang lên. Chiếu. Một tiếng vang từ bên trong vùng thổ kia lao lên. Đó là một cây thực vật toàn thân trắng như tuyết, đi kèm là tiên vụ, từng làn mưa ánh sáng chiếu khắp trông có vẻ siêu phàm thoát tục. Bạch Quy Đà Tiên. Nó đã xuất hiện, nó ở ngay bên dưới vùng đất này. Bên trong vạn vận thổ này chứa thứ gì, hay chỉ có mỗi một cây dược và không hề chôn thứ khác nữa? Ánh mắt của Thạch Hạo sâu thẳm, hắn rất muốn chạy tới để thăm dò thứ này. Nhưng, hắn không hề làm bậy. Bạch Quy dám xuất hiện ở khoảng cách gần hắn như vậy thì tuyệt đối sẽ không sợ bất kỳ chuyện nguy hiểm nào xảy ra. Ngươi tìm ta cũng chỉ muốn nói những lời này hay sao? Thạch Hạo hỏi. Hào quang lóe lên, ánh bạc chiếu sáng, một người đẹp khác cũng từ vùng đất đó chui lên rồi đạp lên trên mai Bạch Quy kia, áo trắng phần phật tựa như bay múa, người này tò mò nhìn Thạch Hạo. Nhưng dù là Quy hay là mỹ nhân thì đều trắng như ngọc như tuyết. Nếu như thân thể không phải rất nhỏ thì chắc chắn sẽ làm người khác lầm tưởng rằng đó là một vị tiên tử đang đạp lên trên một con rùa, mà thực đó chỉ là một cây dược. Ta còn muốn nhờ đạo huynh thêm một việc, đảo này đã bị giam cầm rất lâu rồi, chắc phải hơn một kỷ nguyên rồi chưa thấy ánh mặt trời, xin đạo huynh hãy giúp ta. Con Bạch Quy này mở miệng. Đây là lần đầu tiên Thạch Hạo tiếp xúc với một cây trường sinh dược ở khoảng cách gần như vậy. Như ngươi đã nói, vạn vật sẽ héo úa, toàn bộ thế giới sẽ tịch diệt, nếu vậy rời khỏi nơi này thì có được gì, nếu không rời đi thì sẽ như thế nào? Thạch Hạo hỏi ngược lại. Hoàn toàn khác nhau, chạy thoát thì sẽ có một chút hy vọng sống hơn. Bạch Quy thở dài, mỹ nhân trên lưng nó thì lại chớp chớp cặp mắt to, từ đầu đến cuối chẳng hề nói câu gì. Ngươi là trường sinh dược hay là tiên đã được mai táng hơn một kỷ nguyên trước đây? Thạch Hạo ngờ vực hỏi. Con Bạch Quy hết lần này tới lần khác gọi hắn là đạo huynh, rất giống tu sĩ, hắn nghi ngờ đây có thể là một bộ tiên thi đã thông linh và hóa thành bất tử dược. Bởi vì, cũng từng có lời đồn như thế này. Ta chỉ là một cây dược mà thôi, chỉ là sống cũng đủ lâu một chút. Bạch Quy nói. Nói thêm cho ta biết, hơn một kỷ nguyên trước đã xảy ra chuyện gì. Hai mắt của Thạch Hạo phát sáng, trong lòng hắn có rất nhiều chuyện không hiểu nên rất muốn có lời giải đáp. Ta chỉ là một cây dược và bị nhốt trên hòn đảo này mà thôi, đạo huynh cảm thấy ta biết được chuyện gì? Ánh mắt của Bạch Quy lóe lên. Ánh mắt của Thạch Hạo thì sâu thẳm nhìn chằm chằm nó với vẻ không tin, nói, ngươi muốn ta giúp đỡ thế nhưng ngay cả chút nguyện vọng đó của ta mà cũng không thể đáp ứng, thế thì còn tiếp tục được hay sao? Ta thật sự là không biết mà. Bạch Quy than thở, trong mắt lại hiện lên vẻ mê man, nói, ta sống quả thật là rất lâu. Thế nhưng hình như đã gặp nạn nên thân thể đã bị hao tổn, mất đi rất nhiều ký ức xưa. Đừng nói, ngươi là một vị tiên chủ đã chết và hóa thành một cây trường sinh dược nhen. Thạch Hạo sợ hãi. Chắc là không phải. Con rùa trắng kia bác bỏ, sau đó nhìn tiên tử khuynh thành trên mai của mình, nàng mặc áo trắng như tuyết,
Hoàng Mỹ không một tì vết nào, lúc này cũng đang lắc lắc đầu. Đạo huynh, nếu như ngươi có thể phá giải phong ấn của hòn đảo này thì ta sẽ tặng ngươi kỳ trân tuyệt thế. Bạch Quy nói. Ví như. Hạch Hạo hỏi, hắn cảm thấy cái cây dược này quá thần bí. Ta có thể tặng ngươi tiên kim. Bạch Quy bình thản nói. Cái gì? Hạch Hạo cũng không hề tỏ thái độ gì thế nhưng đã thần thạch lại nhảy dựng lên trước tiên. Đó chính là chí bảo quý nhất khắp thế gian rồi, lại còn tặng cho bọn họ. Lập tức hai mắt của nó phát sáng, nói, có thể thêm thế giới thạch, hỗn nguyên thạch không? Không có, thế nhưng ta lại có một nửa khối thiên khuyết thạch, nghe đâu nó có thể vá trời, không biết ngươi có thể cắn được không nữa. Bạch Quy dứt lời thì giơ lên một cái móng rồi đẩy vạn vật thổ ra, một khối đá màu xanh xuất hiện. Thứ này không tới một thước, vô cùng cổ xưa, có màu xanh nhạt. Cho ngươi đó. Bạch Quy nói đồng thời đẩy thứ đó tới. A hú. Đã thần thạch hét lớn, nhìn thấy tiên liệu đang bay tới mình thì nhanh chóng há miệng nuốt xuống. Con mắt của Thạch Hạo lóe lên, thứ đó quả thật là thiên khuyết thạch, hắn từng nhìn thấy qua ở trong bí cảnh Nguyên Thiên, chiến y của Nguyên Thiên Chí Tôn được chế tạo từ loại đá này. Chỉ là, món thạch giáp kia không có một ai có thể mang đi được. Thạch Hạo nhìn đã thần thạch rồi đột nhiên cảm thấy tên khốn này rất có thể sẽ lột xác hóa ra tiên khí, nó từng ăn qua hỗn nguyên thạch. Vạn pháp thạch, thiên mệnh thạch, tất cả đều là đồ tốt cả. Đạo huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Quy lần nữa hỏi Thạch Hạo. Ta không hề thiếu tiên kim, ta vốn đã có rồi. Thạch Hạo đáp. Vậy ta đưa cho ngươi trường sinh dược có được không? Bạch Quy nói. Lời này vừa ra thì Thạch Hạo liền biến sắc, đã thần thạch cũng càng giật mình hơn nhìn chằm chằm nó. Đây là thứ thần thánh cỡ nào chứ, ai cũng không thể thoát khỏi loại mê hoặc này. Nghe đồn, ăn được trường sinh dược thì sẽ bất hoại vạn kiếp. Ngươi chắc chắn. Lời nói của Thạch Hạo hơi không được tự nhiên cho lắm. Kỳ thực, muốn trường sinh, chỉ dựa vào dược thì không thể được, nhất định phải có tu vi tương ứng, đạo huynh không nên đi nhầm đường. Bạch Quy sợ hãi rụt cổ lại, đồng thời nói thế. Ngươi muốn đưa chính mình cho ta luôn à? Thạch Hạo hỏi. Như vậy sao được chứ? Trường sinh dược sinh trưởng rất chậm, nếu như ta tự chặt mình và chừa lại bộ rễ thì làm sao mà độ kiếp, làm sao tránh được đại kiếp nạn làm tịch diệt cả thế giới chứ? Bạch Quy lắc đầu. Vậy thì ngươi thực hiện ra sao? Đạo hữu có thể đưa ra hai bình ngọc, và ta sẽ nhỏ vào đó hai giọt dược dịch trường sinh. Bạch Quy nói. Quá ít. Đã thần thạch chê bai, cảm thấy con rùa trắng này quá keo kiệt. Không ít đâu, đây chính là dược dịch trường sinh chứ chẳng phải là loại khác đâu. Đừng nói là ở thời đại này, dù là thời điểm trong thiên hạ này còn có tiên thì cũng rất hiếm có. Bạch Quy lắc đầu. Hạch Hạo không nói hai lời, lập tức đưa ra hai bình cỡ lớn đặt ở bên dưới chân. Việc này khiến lão Quy chẳng biết nói gì cả. Đạo huynh, ngươi có vắt kiệt sạch cơ thể ta cũng chẳng thế đầy được một chiếc bình đó nữa. Bạch Quy nhe răng nói. Thạch Hạo cũng không lên tiếng, sau đó thay đổi hai chiếc bình nhỏ hơn, hào quang lóe lên, Bạch Quy dùng một thủ pháp đặc biệt thu lại, bên trong vạn vật thổ kia chợt hiện ra phù văn. Đã thần thạch trùng mình, nơi đó có phù văn tiên đạo, có trận pháp, quả nhiên không thể làm bậy. Bạch Quy liếc mắt liên tục, không biết vì sao lại khiến người khác cảm thấy rất bỉ ổi, sau đó nó quay về một chiếc bình rồi ói ra một giọt nước bọt vào trong. Trán của Thạch Hạo đầy nếp nhăn. Con rùa trắng này muốn ăn đòn thì phải. Chẳng lẽ chọn một nơi nào đó trên cơ thể để nhỏ ra một giọt dược địch không được hay sao chứ? Có cần phải nhổ nước bọt như vậy không? Mặc dù biết đây là một cây dược chỉ có hương thơm chứ chẳng hề có nội tạng gì, thế nhưng vẫn khiến Thạch Hạo rất muốn nện cho nó một trận. Giọt thứ hai, ngươi mà còn nhổ thêm một bãi nước bọt nữa thì ta chẳng cần luôn. Thạch Hạo trừng nó. Chú ý thế. Bạch Quy lắc đầu rồi từ từ xoay người lại, cái mông của nó nhắm ngay miệng bình còn lại. Mày thử đi, tao bảo đảm tao sẽ giết ngươi ngay và luôn đó. Thạch Hạo nói. Ngươi nghĩ nhiều quá đó, ta sao lại làm mấy chuyện không đâu đó chứ. Thạch Hạo bình chân như vậy thế nhưng vẫn mâm mê cái mông của mình. Ngươi. Xoẹt một tiếng, một quả trứng nhỏ như trứng bồ câu rơi xuống và tiến vào trong bình ngọc. Đây là dược đan. Cũng có thể coi là quy đan, giá trị bằng hai giọt trường sinh dịch đó.
Bạch Quy nói. Vẻ mặt của Thạch Hạo vẫn đen xì như trước, con rùa chết tiệt này muốn ăn đòn mà. Hai, trước quên giải thích cho ngươi biết, đã thế thì ta sẽ bồi thường cho đạo hữu một ít tiên kim vậy. Bạch Quy than thở. Cảnh vật ở phía sau vạn vật thổ chợt hiện ra, khí hỗn độn tan hết, nơi đó lộ ra một đầm nước tuy không lớn thế nhưng mấy người tiến vào cũng dư sức. Đó là Bất Lão Tuyền. Thạch Hạo giật mình. Hắn từng gặp qua loại tuyền này, năm đó đã đạt được 5 giọt ở Bách Đoạn Sơn tại hạ giới, và đó cũng là lúc đã thần thạch xuất hiện. Một giọt Bất Lão Tuyền có thể cứu một mạng người, giá trị vô lượng. Dòng suối này không thể đưa cho đạo hữu được, ta vẫn còn cần tới nó, mặt khác khu dược kia cũng cần. Bạch Quy nói đồng thời chỉ về một sợi dây xích ở bên dưới đáy tuyền. Đây là một sợi kim liên, nếu như đạo hữu có thể chặt đứt được nó thì sẽ thuộc về đạo hữu. Bạch Quy nói. Đùa gì thế, đó là tiên kim, ai có thể chặt đứt chứ? Đã thần thạch kêu lên. Trên người vị đạo hữu này có một thanh kiếm thai, hẳn là có thể. Bạch Quy nói. Thạch Hạo lộ vẻ khác lạ, xem ra lúc chiến đấu với đám hắc ám thần tử thì hư không nứt ra và lúc này con rùa già này đã nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn. Ngươi sẽ không có bất kỳ mưu đồ nào khi nói ta chặt đứt sợi kim liên này đó chứ? Thạch Hạo nói. Hai, lại bị đạo hữu nhìn thấu rồi, quả thực đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khi ta muốn nhờ vả ngươi. Lão Quy thản nhiên thừa nhận, không hề quanh co gì cả. Thạch Hạo không nói lời nào, nếu hắn làm như vậy liệu có gặp nguy hiểm hay không? Đạo huynh, ta luôn cảm thấy thanh kiếm của ngươi có điểm gì đó quái lạ, thế nhưng ta cũng không thể nhớ ra chuyện gì cả, mất đi một vài ký ức xưa quả thật rất đau khổ mà. Lão Quy nói thế. Trong lòng Thạch Hạo chấn động, lẽ nào cái cây dược này từng gặp qua tiên kiếm Đại La? Thanh kiếm thai này không phải là bị người khác đào được trong thạch liệu, là sản phẩm ở trong kỷ nguyên này hay sao? Sợi xích thần bên trong Bất Lão Tuyền kia ẩn chứa bạch kim quang minh, khả năng sẽ rất hữu dụng cho thanh kiếm của ngươi đó. Lão Quy nói tiếp. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn không chém tới mà chỉ đặt thanh kiếm thai đen thui chẳng có chút ánh sáng này lên trên bảo liên kia, lập tức chuyện quái dị phát sinh. Kiếm thai tự động phát sáng đầy óng ánh, trên thân kiếm xuất hiện một sinh linh hình người tràn ngập tiên vụ màu trắng, đi kèm là mưa ánh sáng bảy màu. Hả? Bảo liên bên trong Bất Lão Tuyền chảy ra từng tia sáng trắng tiến vào trong kiếm thai, sau đó ngưng tụ lên trên tiên vụ màu trắng xung quanh sinh linh hình người kia khiến cho sinh linh này càng thêm chân thật hơn, sương mù mờ mịt trắng xóa lan tràn. Không chỉ có mình Thạch Hạo hút vào hơi khí lạnh, mà ngay cả đã thần thạch cũng ngây dại. Thanh kiếm thai này quá kỳ lạ, lần trước nó đã hút sạch tinh hoa của thanh chủy thủ có ẩn chứa tiên kim bảy màu của đọa thần tử, lúc ấy mưa ánh sáng phi tiên trên thân kiếm đã nhuộm thành bảy màu. Hiện giờ nó lại hấp thu tinh hoa của tiên kim quang minh, hóa thành một luồng tiên khí màu trắng. Thanh kiếm thai này, Bạch Quy cũng biến sắc. Mà cô gái áo trắng trên lưng của nó lại lần đầu mở miệng, nói, cái đó rất quái lạ, nhưng mà sao không có ấn tượng chứ? Lời nói của nàng vô cùng du dương dễ nghe. Quản nhiều làm gì, đạo huynh đã có thể giúp ta chém đứt sợi kim liên quang minh thì ta sẽ tặng cho ngươi một hồi vận may lớn vậy, Bạch Quy nói. Vận may gì thế? Ta biết trước đây không lâu ngươi từng tạo ra được vạn ngọn tàn hỏa để đốt cháy một bộ xác ướp cổ. Nghe tới đây thì trong lòng Thạch Hạo hơi động, tên khốn này đã tới rất sớm và nhìn thấy qua cuộc chiến của hắn với hắc ám thần tử. Nếu ta đoán không sai thì ngươi muốn dùng vạn đạo trong chư thiên để đốt bản thân hồng tu ra luồng tiên khí thứ hai, thế nhưng con đường này quá khó khăn, ở kỷ nguyên tiên cổ cũng có người từng thử nghiệm qua, sinh linh đó tuyệt diễm khắp thiên hạ, được xưng là tiểu tiên vương, thế nhưng vẫn bị thiêu rụi. Bạch Quy nói ra sự bá đạo của con đường này, không thể thành công được. Thế nhưng, nó lại nói ra thì có thể sẽ có cách cứu chữa. Làm sao để cứu chữa đây? Thạch Hạo hỏi. Ta có thể đưa ngươi vào nhân tiên điện, đến được đó mà nói thì vận may của ngươi sẽ lớn hơn. Bạch Quy nói. Nhân tiên điện, chỉ cần nghe cái tên này thôi đã khiến lòng người chấn động rồi. Ba chữ, thế nhưng lại nặng tựa như núi. Đó là nơi như thế nào? Thạch Hạo trịnh trọng hỏi. Bạch Quy nói như vậy thì rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề đốt vạn đạo để tu ra tia tiên khí thứ hai của hắn, nơi đó chắc chắn sẽ rất siêu phàm.
là một điện thờ được xây bên trong dược viên, vậy ngươi cảm thấy nó sẽ như thế nào? Là do nhân tiên xây nên thế, nhưng ta cảm thấy gọi là dược tiên điện cũng được. Bạch Quy nói, đó là một nơi tu đạo và cũng là một nơi luyện dược. Thời gian trôi qua lâu như thế thì sẽ còn lại thứ gì nữa chứ, chẳng lẽ còn dược tán tiên đạo à? Thạch Hạo hỏi. Đừng có coi thường, và cũng đừng có hạ thấp điện đá cổ xưa nhất này, đó là nơi bế quan và cũng là một nơi luyện dược. Bạch Quy nói, đồng thời cũng nói rõ nơi đó từng luyện qua trường sinh dược. Nói tới đây thì con ngươi của nó chợt co rút lại, bởi vì bản thân của nó năm xưa cũng từng bị chém một góc và luyện hóa qua. Nhưng vào lúc này, hào quang bên trong Bất Lão Tuyền chợt sáng rực, thanh kiếm trong tay Thạch Hạo lúc này còn sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng rực rỡ và thần thánh. Rắc một tiếng, bảo liên bên trong Bất Lão Tuyền đứt rời, ánh sáng mờ đi, bản thân nó là hỗn hợp thần kim, ẩn chứa bạch kim quang minh thế, nhưng hiện giờ tất cả đều truyền vào trong kiếm thai cả. Khi tiên quang lấp lánh thu lại thì bên trên thanh kiếm thai tỏa ra sương trắng mông lung, thần thánh dị thường, đó là do minh quang bạch kim biến thành, hay cũng có thể gọi là tiên kim quang minh. Nó lại hấp thu sạch. Đã thần thạch kinh ngạc, nó từng thấy qua thanh kiếm thai này hấp thụ tiên kim bảy màu và rồi nhuộm mưa ánh sáng thành bảy màu luôn, hiện giờ lại hấp thụ bạch kim này khiến sương mù càng thêm an lành, mờ ảo, hoàn toàn chẳng hề khác với tiên khí thật sự là bao. Thạch Hạo cũng thấy kỳ kỳ, sau khi ước lượng một chút thì cảm thấy trọng lượng của kiếm thai cũng chẳng hề thay đổi, vẫn nặng y như trước. Nhiều tiên kim quang minh truyền qua như vậy thì chắc chắn phải tới mười mấy vạn cân, thế nhưng sau khi dung hợp tiến vào thế mà trọng lượng chẳng hề thay đổi. Có điểm lạ, nhưng mà ta nhớ không ra. Cô gái bên trên Bạch Quy trầm tư lắc lắc đầu nói. Ha ha! Bạch Quy chở cô gái mặc tuyết y từ dưới đất chui lên chợt cười to, một sợi bảo liên trên người nó phát ra tiếng vỡ vụn và rớt xuống dưới. Trước kia sợi bảo liên này không người khóa chặt, khiến nó không cách nào thoát đi được. Sau khi tiên kim quang minh mất đi thì pháp liên đứt rời, không cách nào trấn áp và khóa chặt được nó nữa. Vô cùng cảm ơn, rốt cuộc ta cũng đã thoát vây rồi. Bạch Quy cõng theo tiên tử áo trắng hết bò sang trái rồi lại sang phải, sau khi bản thân được tự do thì vô cùng kích động. Trước đây, tuy nó cũng có thể di chuyển, sợi pháp liên kia có quy tắc không gian nên nó chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhất định, không cách nào rời xa hơn được. Vạn vật sẽ héo úa, thế giới sẽ quạnh hiu, thứ gì rồi cũng sẽ đổi khác. Thần dược sẽ cùng điên hóa thành bán thần dược, trường sinh dược cũng sẽ thoái hóa thua xa với ban đầu, chỉ có cách thoát khỏi thế giới này mà thôi. Bạch Quy lẩm bẩm, nó tựa như nhìn thấy một cơn ác mộng nên chợt trùng mình một cái. Ngươi đang nói chuyện gì thế? Thạch Hạo khiếp sợ. Đạo huynh, nếu như ngươi có biện pháp thì tốt nhất mau chóng thoát khỏi thượng giới này, nếu không thì thứ gì cũng sẽ thay đổi hết đó, tựa như là rơi xuống địa ngục vậy. Mặc dù sau này sẽ có kỷ nguyên mới luân hồi, sẽ có sinh linh sống sót thế nhưng rồi cũng sẽ thua xa trước đây, dù là tiên dược cũng sẽ thoái hóa. Ngươi nói rõ thử. Trong lòng Thạch Hạo dao động không thôi, tưng, hắn búng nhẹ lên trên thân kiếm một cái, lập tức tiếng ngân vang truyền ra tựa như rồng gầm phượng hót, sương trắng ẩn giấu và tiên kiếm khôi phục lại trạng thái u ám không chút ánh sáng nào. Bạch Quy chợt tỉnh táo lại rồi đáp xuống đất, nói, từng có người tiên đoán rằng, thiên địa sẽ biến đổi, phải thoát khỏi giới này. Thế có thể trốn về đâu? Thạch Hạo truy hỏi. Là địa phương trường sinh thật sự. Bạch Quy trả lời, thế nhưng làm cách nào để tới được đó, làm sao để tìm kiếm thì nó cũng chẳng hề có chút biện pháp nào, trừ phi thành tiên. Thạch Hạo nhíu mày, các dấu hiệu đều cho thấy, một tương lai không cách nào tưởng tượng ra được đang tới. Thế gian sẽ quạnh hiu, ngươi chắc chắn chứ? Thạch Hạo hỏi. Ta không biết, đây chỉ là tiên đoán của tiên nhân, cũng có khả năng chỉ là hoàn cảnh biến đổi, thiên địa quy tắc xáo trộn, thế nhưng chắc chắn sẽ có đại loạn vô cùng đáng sợ. Bạch Quy nói. Thạch Hạo suy nghĩ, bất luận tương lai ra sao thì việc có thể làm trong hiện tại chính là tăng cường thực lực của bản thân, nếu như có một ngày như thế thì cứ dựa vào quả đấm nơi tay để kiếm lấy thế giới mới của mình. Ta nói sẽ giữ lời. Ngươi đã giúp ta thoát vây thì ta sẽ tặng cho ngươi một hồi tạo hóa, nhưng có thể đi vào đó được hay không thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên của ngươi mà thôi. Chờ xíu. Thạch Hạo nhìn thấy đám Lạc Đạo, Lam Nhất Trần, Thỏ Nhỏ, Lộ Dịch ở bên ngoài hòn đảo,
tất cả đều đang trốn ngoài không gian loạn lưu. Bọn họ không yên lòng để Thạch Hạo đại chiến với mấy tên quái thai cổ đại nên cũng đã tới muốn xem kết quả ra sao, không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy được dược viên cổ này. Có thể đưa bọn họ vào đây không? Thạch Hạo hỏi. Không thành vấn đề, thế nhưng không thể làm hư hao gì tới dược viên. Bạch Quy nói. À, sau khi thỏ nhỏ lên đảo này thì khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng, cả người lăn tròn dưới mặt đất, miệng thì la hét không thôi. Nhiều dược thảo như vậy khiến nàng kích động xém tí nữa đã bất tỉnh. Đây đâu chỉ là cơ duyên, mà có thể nói là bước ngoặt trên con đường nhân sinh của nàng. Nhiều dược thảo như vậy làm nàng say mê. Hắc Hâm thần dược sợ hãi, thả một con thỏ vào đảo. Việc này chẳng hề hợp lý chút nào, dù cho có bao nhiêu thảo dược đi nữa cũng không đủ cho nàng dùng. Yên tâm, ta sẽ không làm bậy đâu, mỗi cây thánh dược chỉ ngắt lấy nửa ngọn lá, ăn chút cánh hoa thôi. Thái Âm Ngọc Thỏ vỗ vỗ ngực nói. Sau đó, một con hồ điệp màu vàng phá kén bay múa xung quanh, nó vô cùng hưng phấn, đây chính là hoàng điệp. Hắc Hâm thần dược ủ rũ không thôi. Bạch Quy thì lại hờ hững, nó dám cho mấy tên này đi vào thì chắc chắn vững tin, bởi vì chỉ có mỗi mình nó thông thạo những bố cục của trận pháp nơi này, nếu không có nó dẫn đường thì kẻ xâm nhập chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tử địa. Hòn đảo này nhìn sơ qua cũng không lớn lắm, đứng từ đầu này có thể thấy được đầu kia thế nhưng có một vài khu vực lại ẩn chứa huyền cơ, cần phải có cánh cửa không gian thì mới có thể vào được, nơi đó có một vùng trời khác nữa. Thạch Hạo được Hắc Hâm thần dược dẫn đường, sau khi xuyên qua vài đường hầm hư không thì tới được một khu cổ địa. Ở khu vực này chẳng hề có cỏ cây gì cả, yên tĩnh không chút âm thanh. Một dãy thạch lâm chắn ngang ở trước. Dược điện này rất kỳ dị, nếu như có thể thông qua thì sẽ nhận được cơ duyên vô cùng to lớn, nếu như bị chặn đứng thì rất có thể sẽ bỏ mạng, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lời nói trịnh trọng của Bạch Quy truyền tới. Dược điện này được xây từ đá, là do tiên xây nên, thế nhưng lại quá tầm thường và được đặt ở bên trong thạch lâm kia. Những tảng đá bổ nhào về trước, cung điện cao tầm 2 trượng, toàn bộ trông rất đơn giản và xù xì. Thậm chí, cũng không thể gọi là ngôi đền mà chỉ là một phòng bằng đá, hơn nữa việc chế tác quá đơn sơ, không hề có chút ánh sáng lộng lẫy và vẻ xinh đẹp nào cả. Ngươi chắc chắn đây là một tiên cổ điện, chứ không phải là do ngươi rảnh rỗi lấy đá chất thành nhà chứ. Thạch Hạo hoài nghi, cảm thấy con rùa già này nói chẳng có chút căn cứ gì cả. Đừng có xem thường, nơi đây từng là nơi bế quan của nhân tiên, cũng là nơi luyện ra trường sinh dược, nơi đây khiến biết bao cường giả vô thượng thèm khát. Nếu như có thể công phá hòn đảo này thì đây chính là nơi tranh cướp, đáng tiếc là năm tháng đã tiêu diệt tất cả, nhưng những vết tích còn sót lại cũng đủ mang lại lợi ích cho ngươi rồi. Lão Quy nói. Nó phủi bỏ trách nhiệm, giới thiệu sơ lược rồi sau đó lùi lại, đi hay không đi là do Thạch Hạo quyết định. Đúng rồi, có vài tên sinh linh vào đây, ngươi có thể điều khiển trận pháp giết sạch bọn họ được không? Thạch Hạo hỏi. Ta chỉ có thể nương theo chứ không thể khống chế. Bạch Quy lắc đầu. Thạch Hạo để lại đã thần thạch bên ngoài rồi sau đó tự mình tiến vào trong thạch điện này. Vừa mới bước vào thì đã xuất hiện đấu chuyển tinh di, cảm thấy những mảnh vỡ thời gian đang bay tứ tung khắp nơi. Trong lúc nhất thời, hắn thấy một con côn bằng đang dương cánh trong vũ trụ, từng ngôi sao bị đánh tan. Hắn lại nhìn thấy chân long đang vọt lên xuyên thủng cửu trùng thiên, rồi thấy một bàn tay lớn màu đen đang bóp chặt một tinh vực nào đó. Sau đó, hắn thấy trời đất tối tăm và rơi vào trong hỗn độn, nhìn thấy cảnh tượng lúc thiên đại mới hình thành. Thạch Hạo mê mang, đây là nơi nào, mình là ai, vì sao tâm thần lại hoảng hốt, đầu đau như búa bổ thế này. À! Tiếng hét lớn vang lên, hắn cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, tất cả những cảnh tượng vừa rồi đều biến mất, chỉ còn tòa thạch điện cổ xưa kia mà thôi. Những thứ đó đều được vẽ lên vách tường cổ xưa cách đây rất xa xưa thế nhưng cảnh tượng lại quá mức chân thực, khiến hắn như muốn nghẹt thở. Thạch Hạo bước từng bước tiến vào trong thạch điện, chính xác, nơi đây có không gian pháp tắc, bên ngoài nhìn thì không lớn thế nhưng khi vào trong lại vô cùng rộng lớn. Nơi đây chẳng có chút ánh sáng lộng lẫy gì, tựa như là một động phủ do người nguyên thủy tạo ra, có những bức tranh đá vô cùng đơn sơ. Hài cốt. Trên đường, hắn nhìn thấy rất nhiều tàn cốt sớm đã nát bét từ lâu vì năm tháng. Đây là hài cốt của sinh linh hơn một kỷ nguyên trước à? Thạch Hạo giật mình, hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt,
có bộ thì to lớn tựa như núi cao, lại có bộ thì cao chưa tới một thước, xương cốt vẫn cứng rắn như trước. Vù! Đột nhiên, bên trên tranh khắc có sinh linh phát sáng, khuếch tán hàng loạt gợn sóng. Tới rồi! Hắn từng nghe Bạch Quy nói, đây chính là thử thách, nếu chịu không nổi thì sẽ y như những sinh linh nằm trên mặt đất kia. Thử thách như thế này có độ công kích tương đương với cấp bậc của cường giả tiến vào. Thế nhưng, Thạch Hạo nhanh chóng biến sắc, những gợn sóng này đi kèm một tia tiên khí, đó chính là sức chiến đấu cực hạn hiện giờ của hắn, có thể áp chế những đám quái thai cổ đại chưa bước ra bước kia. Công kích có kèm theo một luồng tiên khí. Thạch Hạo đã hiểu, vì sao trên mặt đất lại có nhiều hài cốt như thế, tất cả đều chết như thế này. Dù là ở kỷ nguyên tiên cổ, trong tình huống mà quy tắc tiên địa cho phép người thành tiên thì người ở cảnh giới thần hỏa cảnh tu ra một tia tiên khí cũng không hề nhiều. Đây là một trận đại chiến, Thạch Hạo vận dụng toàn lực để chống lại gợn sóng này. Cuối cùng, tranh đá kia lại phát sáng, sinh linh hình ngươi kia lại hiện ra và nhảy bổ về phía hắn. Bụp! Mấy trăm hiệp qua đi, Thạch Hạo dùng quyền xuyên thẳng mi tâm của đối phương khiến sinh linh này nổ tung hóa thành mưa ánh sáng. Tia tiên khí kia lập tức quay lại trong vách đá. Trận chiến này, hắn đã thắng. Thế nhưng nơi bả vai dính phải một chỉ của đối phương khiến nơi ấy bị xuyên thủng. Việc này làm hắn nhíu mày. Kỷ nguyên tiên cổ quả nhiên đáng sợ và cũng làm người khác kính nể. Mới cửa ải thứ nhất đã khiến hắn bị thương rồi. Ta chưa quen với pháp môn của kẻ này. Ngoại trừ một ít bí thuật tương tự thì phương pháp vận lực, đạo tu hành của bọn họ hoàn toàn khác với đương đại. Thạch Hạo trầm tư. Phương pháp tu hành của kỷ nguyên tiên cổ là một hệ thống hoàn toàn khác, căn bản không giống như hiện tại, duy chỉ có thần thông là tương tự. Nếu như có thể tu pháp môn của kỷ nguyên tiên cổ thì sau này sẽ có thành tựu ra sao? Thạch Hạo khẽ nói. Hệ thống khác nhau nên trong chiến đấu cũng có cảm giác khác nhau, vì vậy trận giao phong đầu tiên đã khiến hắn bị thiệt lớn, suýt nữa đã gặp nạn. Hắn tiếp tục tiến tới, thạch điện này rất u tối. Chỉ có một vài tranh đá vô cùng đơn sơ mà thôi. Vù! Tiếng rung truyền tới, một bức tranh khác phát sáng, nơi đó lấp lánh đầy ánh sao. Lúc này lại có một ngôi sao lớn bay tới và hiện ngay trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, không cách nào tránh mà chỉ có thể đỡ. Lên! Hai cánh tay của hắn phát sáng rồi bỗng giơ lên thật cao. Nhưng mà, bức tranh đá đó tiếp tục lóe lên. Lại thêm một ngôi sao khác hiện ra rồi từ từ hóa lớn và ép xuống đỉnh đầu của Thạch Hạo, áp lực cực lớn khiến xương cốt toàn thân của Thạch Hạo vang lên lốp bốp. Hắn tiếp tục chặn đứng đòn đánh này, thế nhưng lại có chút vất vả. Chính xác, những ngôi sao kỳ dị này rất nặng, khó mà xác định được trọng lượng của nó là bao nhiêu. Viên thứ ba hiện ra và tập hợp cùng hai ngôi sao trước, cùng hiện lên trên đỉnh đầu của Thạch Hạo. Lúc này những đường gân mạch trên hai cánh tay của Thạch Hạo bất ngờ nổi lên. Nhưng, ngôi sao lớn không hề ngừng lại, sau khi hắn trụ nổi thì sẽ có thêm ngôi sao khác lao tới. Cứ như thế, cho tới viên thứ 9 thì thân thể của Thạch Hạo gần như muốn nổ tung. Đây là thử thách cực hạn của thân thể, áp lực mạnh mẽ khiến hắn nghẹt thở. Ngôi sao thứ 10 hiện lên trên đỉnh đầu của hắn. Giống như toàn bộ tinh không ập xuống. Da thịt của Thạch Hạo tràn ngập vết máu, sức nặng kia quá lớn. Nhưng, hắn vẫn có thể chặn lại được. Sau đó, toàn bộ ngôi sao lu mờ và biến mất. Biến thái thật, cơ thể mình mạnh như vậy mà gần như trụ không nổi. Thử thách ở đây không biết là do ai bố trí nữa. Thạch Hạo nghiêm nghị. Bỗng dưng hắn nhớ tới lời Bạch Quy nói, ngoại trừ những cường giả khác thì còn có cả dòng dõi của chân tiên có thể tiến vào thạch điện này để ngộ đạo, để xin dược. Để tôi luyện và tu hành. Tiên cổ quả nhiên đáng sợ, ấy vậy mà cũng bị diệt, không biết địch thủ sẽ mạnh tới cỡ nào chứ. Thạch Hạo lẩm bẩm, giật nảy trong lòng. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.